học tập tốt mỗi ngày. Cùng học tốt, thế giới mà sao dễ. Chúng ta hãy cùng chào đón Lê Sư Khấu, chị Thơ Nguyễn cùng với anh Tiểu Bảo Bảo nha. Chị Thơ Nguyễn mình chào tất cả các em. Bây giờ chị gọi là các bạn Quy Nhơn ơi, thì các em nói là ơi nha. Các bạn Quy Nhơn ơi. Trời ơi, dễ thương ghê. Chị bảo ơi, nhưng mà già luôn. Bởi vậy ta nói Quy Nhơn mãi đỉnh. Đỉnh không? Bây giờ chị nói Quy Nhơn thì các em nói mãi đỉnh nha. Quy Nhơn mãi đỉnh. Nhà mình đó chính là Tiểu Bà Thúi.
À, chào các bạn nhá. Tớ ở nhà mọi người hay gọi tớ là Bảo Lém Lỉnh. Wow. Bởi vì tớ rất là hay vui vẻ. Tớ cười trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù nhà tớ nghèo nhưng mà tớ vẫn rất vui vẻ. Giới thiệu vào chủ đề đi. Tại sao lại làm nốt tài của thơ công chúa? À, tại vì bạn thơ ơi, bạn ấy có giúp gia đình tớ. Mẹ tớ bị ốm cần tiền chữa bệnh nên là bạn ấy đã hỗ trợ cho mẹ tớ một khoản tiền nghe nói là rất lớn. Bây giờ tớ phải đi làm ô xin giúp việc cho bạn ấy. Ô xin? Nô tì? Nope. Nô tài hiểu không? Với lại bạn nào ở đây? Công chúa? Đây chính là công chúa đúng không mọi người? Công chúa Hách Nôi. Công chúa Hách Nôi là công chúa gì? Là công chúa Hôi Nách. Bình thường công chúa đi học là phải có kiệu khiêng. Bây giờ nô tài không mang theo kiệu thì nô tài phải làm gì để công chúa tới trường nhở? Đấy, ai cũng biết luôn. Nhưng mà, ui ui, nặng quá. Anh ta bảo. Thôi hôm nay bạn bị gì vậy? Có bị gì đâu. Không bị gì, tại sao bắt tôi cõng? Thích tài thì phải cõng công chúa chứ. Sao lại làm nô tài? Mẹ tớ bị bệnh, cần phải đi chữa bệnh. Mà bạn thơ bạn ấy quyên góp cho mẹ tớ một khoản tiền nghe nói là lớn lắm. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái đó là giúp đỡ người tốt, giúp đỡ bạn bè mà. Trời ơi, cái đó là bạn tự nguyện mà. Đây là những cái người hiểu biết nông cạn. Các bạn đã nghe câu là ăn quả nhớ kẻ chân mày và uống nước nhớ đi tẻ chưa? Dạy người ta phải biết ơn đấy, đúng là hiểu biết nông cạn. Ôi là trời ơi, bạn đi học bao nhiêu lâu rồi giờ bạn nói vậy à? Các em ơi, chị thơ nói là sai đúng không? Người ta là uống nước thì nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây có đúng không? Đó, bạn thấy chưa? Ai cũng là đúng hết đó. Bạn sai. Nhưng mà chị thơ góp bao nhiêu tiền cho mẹ của anh Bảo Bảo? Đó là một số tiền siêu khổng lồ. Bao nhiêu vậy chị? 10.000. Hả? Trời ơi, 10.000. Nè, 10.000 nè, mình mua lại sự tự do của Bảo Bảo. Bây giờ mà có 10.000 đòi mua lại sự tự do, làm ăn kinh tế thì phải có lời chứ. Bây giờ có 20.000 mới trả tự do. Hả? Chị gia nhập xã hội đen rồi hay gì vậy? Chị cho vay nặng lãi hả? Người ta kinh doanh mà. Ê Túc ơi, trong túi anh có đúng 5.000 à, giờ sao? Được rồi. Nè, 20.000 đó. Tạm chấp nha. Trời ơi, trả tự do đó. Đê, bây giờ tớ sẽ qua làm nô tài cho hai bọn cậu. Thôi, không cần đâu. Tớ giúp đỡ mọi người là tớ vui rồi. Bây giờ bạn chỉ cần làm bạn với tớ là được. Thế à? Cậu tuyệt vời đấy. Mà từ từ đã. Cái quạt đó của tớ. Cái quạt của anh Bảo thì tại sao chị Thơ lại cầm? Quạt nào? Quạt đó, quạt đó tớ đổi bằng 23 thẻ cun của tớ. Tớ cũng có một thẻ cun nha. Các bạn đừng có nói cái quạt này khi nào mà có thẻ cun đem đến đây thì cho chuộc lại, còn không thì thôi. Rồi nè, thẻ cun của chị nè. Nữa, đã bảo làm ăn kinh tế là phải có lời. Mệt chị quá. Trời, giờ tôi mới biết em cho chị khuyên sắp luôn nè. Em tôi là đại gia ngầm. Cho hai thẻ được không? Này, cầm lấy. Rồi. Rồi. Thôi, mình đi học đi, không thèm chơi với thơ đúng nữa rồi, mình đi học đi. Bye bye. Bye bye. Đi. Oh no. Oh no. Đồ đáng ghét. Ủa luộn đường. Các bạn có thấy hay không? Có thấy vui không? Chị chúc tất cả các em này chăm ngoan, học giỏi nè, rồi còn khỏe mạnh nữa. Nhớ cùng cun vận động mỗi ngày nè, cùng cun làm việc tốt mỗi ngày và cùng cun bảo vệ môi trường nha. Bây giờ thì chúng ta hãy nói một câu mà chị nghĩ rằng là các em nên nói, đó chính là con yêu ba mẹ nhá. Khi nào chị hai ba một cái thì cả tám bọn mình cùng nói là con yêu ba mẹ nhá. Các bạn có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai ba. Con yêu ba mẹ. Là vui khi nghe được điều này. Và chúng ta hãy thực hiện hóa cái lời nói yêu thương đó bằng việc chăm ngoan, học giỏi và nghe lời ba mẹ nha. Còn bây giờ thì bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong lần sau nhé. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.
thật tốt mỗi ngày.